tại Việt Nam không có hiểu mấy danh từ Mỹ, có nghĩa là vẫn thận trọng đó, phải không? Vẫn tức là giống ngồi trên xe mà xích beo lại thì nó sẽ còn nhiều sự đổ nát và chọc tiếp tục xảy ra cả thế giới này luôn á. Nó sẽ làm hoài cũng giống như bị hành xác vậy đó. Trái đất đang giống như bị hành vậy đó, hành đến khi nào rồi là ngã ngủ hết. Ok, hiện bây giờ là có ba thế lực lớn nhất mạnh trên thế giới tại mặt đời với đạo giống nhau nha, thiên ma trên trời với thiên tướng cũng đấu nhau, xuống đây mình cũng đấu nhau. Ba thế lực, một đó là cộng sản thể chế của các Mác Lênin, thế lực thứ hai mạnh đó là thế lực chùm khăn của khối Ả Rập đó. Để nó chói nhau từ thằng Indo với thằng Mã Lai, nó không có liên quan gì mà cũng binh nhau nữa.